4 tháp viễn thông 5G tại Hà Lan đã bị phá hoại trong tuần qua. Giới chức nước này lo ngại đây có thể là hệ quả từ các tin giả cho rằng các tháp 5G là thủ phạm lan truyền virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 hiện nay. Theo truyền thông Hà Lan, những đối tượng phá hoại đã đốt các tháp 5G và sơn lên đó các khẩu hiệu phản đối mạng 5G. Những đối tượng này cho rằng chính sóng vô tuyến từ các tháp truyền phát dữ liệu là tác nhân gây hại đối với sức khỏe. Thậm chí còn có ý kiến lo ngại công nghệ 5G có thể xâm phạm quyền riêng tư. Tình trạng phá hoại cơ sở hạ tầng mạng 5G đã bắt đầu xuất hiện tại Anh sau khi xuất hiện thông tin cho rằng công nghệ 5G có liên quan tới sự lây lan nhanh của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, giới chức Anh cũng đã khẳng định thông tin trên chỉ là tin giả và hoàn toàn sai lầm.